Phong thủy may mắn xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia về phong thủy, khi chúng ta đặt các vật dụng linh thiêng và may mắn ở trong nhà thì những thứ này sẽ trở thành bùa hộ mệnh, giúp gia chủ nâng cao tài vận, vượng khí hanh thông, vạn điều suôn sẻ. Tuy nhiên, chỉ có nhiều người quan tâm đến mặt hình thức thẩm mỹ hay là bố cục bên ngoài mà không để tâm đến ý nghĩa phong thủy sâu sắc của từng đồ vật đó. Nếu không may đặt những vật dụng xui xẻo trong nhà thì đừng hỏi nguyên nhân vì sao mà bao nhiêu tiền bạc mà bạn tích trữ bấy lâu nay lại lần lượt đội nón ra đi hết. Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ ngay sau đây. Đồng xu cổ Trung Quốc. Đồng xu cổ Trung Quốc có tác dụng thu hút tài lộc trong gia đình. Khi tài chính tăng lên thì tâm trạng con người nhờ đó mà cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Treo một dải xu Trung Quốc trên tường nhà hay có thể đóng khung nó. Đơn giản hơn, bạn có thể chỉ cần đặt nó ở bất kỳ chỗ nào như là bàn trà, bàn làm việc, giá sách. Tuy vậy, ít người biết đồng xu cổ còn được coi như là một tín vật bảo vệ và mang may mắn đến cho gia chủ. Bạn có thể kết hợp chúng như một món đồ trang sức như là bông tai, vòng đeo tay, mặt dây chuyền hay là chỉ cần vài đồng xu lẻ trong ví. Thông thường thì các doanh nhân hay để một chuỗi 3 đồng xu buộc bằng dây đỏ ở trong ví, vừa để mang may mắn bảo vệ cho mọi sự bình an cũng như là thu hút tiền bạc. Các nút thắt vô tận. Các nút thắt vô tận là một trong những bùa may mắn được sử dụng nhiều nhất trong phong thủy thời phong kiến. Theo quan niệm xưa thì nút thắt không có điểm đầu, không có điểm kết thúc, đại diện cho một dòng chảy hài hòa của năng lượng tốt lành, không bị gián đoạn bởi bất kỳ thất bại, tai nạn hay là bất hạnh. Vẻ đẹp hài hòa của nút thắt vô tận tượng trưng cho may mắn trong tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. Người ta tin rằng khi mang theo nút thắt bên mình, mọi sự sẽ luôn hanh thông may mắn, nhờ đó mà cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Cóc thiềm thừ. Thiềm thừ hay còn được gọi là cóc ba chân là một linh vật chiêu tài. Vì thế ở nhà, hộ kinh doanh hay là công ty thì thường thấy thiềm thừ phong thủy được đặt ở cạnh bàn thờ thần tài thổ địa, bàn làm việc, quầy thu ngân, hướng nhìn vào trong nhà để giải thích ý nghĩa của thiềm thừ và các trưng bày hợp phong thủy. Chúng ta cần hiểu được nguồn gốc tính cách của thiềm thừ. Ngoài ra thì thiềm thừ phong thủy còn mang ý nghĩa hóa hung thành cát, mang bình an tới cho gia đình. Người xưa tin rằng nếu có họ hàng, nhà cóc ở dưới ao giếng hoặc là ở cạnh giếng, ao hồ sau nhà thì bạn có thể tránh khỏi những nguy hiểm rình rập. Người xưa nói con cóc là cậu ông trời, do đó yêu ma đều rất sợ loài linh vật này. Cóc cũng được mệnh danh là loài vật có sự can đảm. Thuyền buồm phong thủy. Theo phong thủy thì thuyền buồm được xem là biểu tượng của thành công trong công việc. Nó mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, tức là công việc được thuận lợi, hanh thông, gặp khó khăn nào thì cũng vượt qua. Bởi vì chiếc buồm tượng trưng cho hình ảnh đón gió, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch, kinh doanh thành công tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Đối với người phải làm ăn ở xa, xuất hành thi cử thì chiếc thuyền biểu tượng cho của cải, tài lộc cho gia chủ, thể hiện sự kiên trì vượt qua sóng gió khó khăn, vất vả để thành công. Một chiếc thuyền buồm phong thủy đặt tại vị trí phù hợp thì sẽ giúp khai thông vượng khí, kích hoạt năng lượng tích cực. Thuyền buồm bằng gỗ quý cũng là sản phẩm trang trí vô cùng độc đáo và lạ mắt. Trong hầu hết các ngôi nhà, công ty của Trung Quốc đều có thể dễ dàng bắt gặp được hình ảnh những chiếc thuyền. Nó được coi là bùa hộ mệnh mang đến vượng khí và tiền tài ở nhiều nước châu Á. Cánh buồm căng tràn sức sống tượng trưng cho mọi sự hanh thông. Gió thổi căng cánh buồm là điều kiện thiên thời, thúc đẩy cuộc giao dịch tốt đẹp. Con thuyền nhờ gió trợ lực, nước đưa đẩy băng tiến về phía trước, hứa hẹn bến bờ thành công sắp hiện ra trước mắt. Cả nước và gió đều tượng trưng cho tiền của, tài vận. Do vậy, trong các bảo bối phong thủy, thuyền buồm được nhiều người kinh doanh ưa chuộng, chỉ sau linh vật rồng. Lọ lục bình. Từ thời xa xưa, thú chơi lục bình đã có từ rất lâu đời trong các dòng họ quyền vương. Cho tới ngày nay thì lục bình được nhiều gia đình Việt Nam ưa chuộng bởi sự sang trọng và ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Gia chủ khi mua lục bình cũng cần biết vị trí đặt lục bình gỗ trong nhà sao cho phù hợp để lục bình mang lại tiền tài và phú quý. Trong phong thủy thì tượng lục bình gỗ là sự tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, phát tài phát lộc cho gia chủ. Những gia đình quyền quý khá giả kinh doanh buôn bán thường trưng bày lục bình gỗ trong nhà với mong muốn cặp lục bình sẽ cất giữ, bảo quản tài sản và của cải cho gia đình.
nhất là khi kết hợp với các hoa văn đường vân uốn lượn hoặc là chạm trổ rồng phượng sẽ làm tăng thêm sự huyền ảo, sự lưu chuyển hội tụ của trường năng lượng. Về cấu tạo thì mọi cặp lục bình phong thủy đều có thân bình to, cổ thắt lại và trên miệng thực loe ra. Có loại hoa văn nhưng hầu hết là không. Hình dáng này có ý nghĩa tượng trưng cho việc cất giữ tài sản của gia chủ và một nơi an toàn, không thất thoát ra bên ngoài. Người chơi lục bình thường trưng bày một chiếc hoặc là trưng bày theo cặp trong phòng khách hoặc những nơi kín đáo để cất giữ khí tài. Trên thị trường hiện nay thì lục bình được làm từ nhiều chất liệu và mỗi chất liệu có vị trí đặt riêng trong nhà. Lục bình gỗ phần lớn được làm bằng kích thước to, có chạm khắc nên được chủ nhà trưng bày tại phòng khách, nơi rộng rãi nhất để tăng độ sang trọng cho ngôi nhà. Lục bình gỗ được trưng bày như một thú chơi để thể hiện quyền uy và sở thích của gia chủ nên thường đặt ở những nơi có thể nhìn thấy được. Ngoài ra còn có các loại lục bình nhỏ, bình tài lộc không được đối diện với cửa chính vì những điều này tượng trưng cho sự thất thoát tiền bạc tài sản, đồng thời không để cho bất cứ ai nhìn thấy bình tài lộc của bạn. Khi có ý định trưng bày lục bình trong nhà thì nên tham khảo kỹ các vị trí đặt lục bình để tránh việc phá hủy ý nghĩa phong thủy. Gia chủ cũng nên tùy thuộc vào chất liệu của lục bình mà có cách đặt sao cho phù hợp nhất. Cây kim tiền. Ngay từ cái tên cây kim tiền cũng thể hiện được ý nghĩa mà cây mang lại. Kim tiền là cây có dáng vẻ bên ngoài sang trọng, mạnh mẽ, tươi sáng, căng tràn sức sống nên được rất nhiều người ưa thích. Hơn nữa, kim tiền còn được đánh giá là loại cây phong thủy mang đến tiền tài, may mắn, giàu sang, phú quý, thịnh vượng, an vui cho gia chủ. Về ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền, kim có nghĩa là phát tài, tiền có nghĩa là giàu sang phú quý. Cây kim tiền hay là kim phát tài thể hiện sự phú quý, giàu sang và tiền bạc. Đặc biệt, khi kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát triển, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều. Cây thuộc mộc, nước tưới là thủy, dinh dưỡng từ đất cung cấp cho cây là thổ. Để cây kim tiền hội tụ đủ 5 yếu tố phong thủy, người ta thường treo trên cây những sợi chỉ, chiếc nơ màu đỏ hoặc là những đồng tiền vàng để cây mang lại ý nghĩa nhiều hơn và trông cũng đẹp mắt hơn. Lá cây có viền tròn mang tính âm phù hợp với phong cách trang trí hiện đại mang tính dương, mọi đồ đạc thiết kế kiến trúc vuông thành sắc cạnh. Để cân bằng và điều hòa không gian nhà thì cần những viền lá tròn mang tính âm của cây hòa hợp. Chính vì thế mà trong không gian phòng khách của bạn nên đặt một cây kim tiền để đem lại may mắn tài lộc. Đồng hồ phong thủy. Đồng hồ thuộc thể động nên khi nhà vắng người, căn phòng vẫn tràn đầy sức sống nhờ tiếng tích tắc của đồng hồ giúp thúc đẩy và tăng cường luồng khí tốt. Do đó, đa phần các gia chủ thường treo đồng hồ tại phòng khách để vừa có lợi về mặt phong thủy, vừa là một cách trang hoàng giúp cho căn phòng đẹp hơn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết trong phòng khách có những vị trí được cho là đại kỵ. Nếu gia chủ chẳng may treo đồng hồ đúng vào các vị trí này thì cũng có nghĩa là đang tự tay chặn vận may, thổi bay sức khỏe của chính mình và các thành viên trong gia đình. Theo các chuyên gia phong thủy thì điều đầu tiên cần lưu ý treo đồng hồ trong phòng khách là tránh treo đối diện với cửa chính. Bởi đồng hồ đôi khi có chức năng tượng như là gương trong phong thủy. Khi được treo đối diện với cửa chính thì mọi thứ mọi người nhìn thấy đầu tiên lúc bước vào nhà sẽ là đồng hồ. Điều này dễ khiến cho họ cảm nhận về sự trôi đi nhanh chóng của thời gian, đem tới cảm giác hỗn loạn đi kèm với áp lực giờ giấc. Theo đó, xét về góc độ phong thủy, vị trí đặt đồng hồ tốt nhất ở phòng khách là phương chu tước phía trước, thanh long bên trái. Những nơi này được coi là phía may mắn, không nên treo đồng hồ ở phía bạch hổ bên phải, huyền vũ phía sau, bởi vì phía này thích tĩnh không thích động mà đồng hồ lại chuyển động không ngừng. Nên để đồng hồ hướng ra phía ngoài hoặc là ban công, chứ tuyệt đối không treo hướng ngược vào trong nhà vì sẽ làm đảo ngược quỹ đạo ngôi nhà của bạn. Mỗi gia đình thì cũng chỉ nên treo một đồng hồ trong phòng khách, nếu quá nhiều đồng hồ sẽ gây nhiễu loạn các dòng khí trong nhà. Ngoài ra thì khi treo đồng hồ, chúng đồng loạt đổ chuông báo giờ sẽ dễ tạo thành thanh sát, âm thanh không tốt, làm tinh thần người ở bất an và hoảng loạn. Phòng khách nên treo tranh nghệ thuật phong thủy. Trong nghệ thuật trang trí phòng khách thì không thể bỏ qua vai trò của những bức tranh đá quý hoặc những họa phẩm mỹ thuật. Việc bạn lựa chọn tranh treo trong phòng khách là một điểm nhấn trong quá trình kiến tạo nên một không gian sống hài hòa cân đối cho chính mình. Tuy nhiên, treo tranh sao cho đúng với phong thủy để tránh vận xui đem lại may mắn thì không phải ai cũng biết.
khi lựa chọn tranh để treo trong phòng khách thì bạn cần phải chú ý những điểm sau. Chủ đề của bức tranh phải phù hợp với bố cục không gian của cả căn phòng cũng như là tương sinh với cung mệnh của gia chủ. Qua đó, bức tranh treo trong phòng khách vừa đóng vai trò trang trí, vừa là vật phẩm đem đến may mắn, thịnh vượng cho chủ sở hữu. Những bức tranh phải mang chất lượng tốt, tạo hình, có tính chất thẩm mỹ cao để tạo nên vẻ đẹp riêng có, phù hợp với phong cách và sở thích của chủ nhà. Dưới đây sẽ là một số các loại tranh nghệ thuật phong thủy. Đầu tiên là tranh rồng. Tranh trong phong thủy mang biểu tượng rồng, tượng trưng cho trí tuệ, sức mạnh. Nhưng nếu đặt tranh không đúng thì rồng dễ biến thành rắn, do đó cần chú ý. Đặt tranh sao cho đầu rồng hướng vào trong vì điều này sẽ giúp cho người nhà cảm thấy yên ổn khi ở trong nhà. Còn đầu rồng mà quay ra ngoài nghĩa là người trong nhà luôn muốn ra ngoài. Nên đặt tranh rồng ở tường phía đông của ngôi nhà, nên đặt ở phía bên trái ngôi nhà để tránh gây ra tranh cãi, mâu thuẫn trong gia đình. Kệ treo tranh biểu tượng rồng ở gần hoặc là trong phòng tắm, tránh cuộn hoặc là cất tranh vào trong góc hay là nhà kho. Nên có một hoặc là hai bức tranh rồng trong nhà, không nên sử dụng quá nhiều. Tranh phong cảnh. Treo tranh sơn thủy phải chú ý đến hướng nước chảy, nước tượng trưng cho tiền tài vì đây phải để dòng nước chảy vào trong nhà. Nếu trong nhà có góc khuyết, bạn nên treo tranh phong cảnh ở những vị trí đó để che lấp đi góc khuyết, giúp hóa giải phong thủy xấu trong nhà. Khi chọn tranh phong thủy cho phòng khách thì bạn nên chọn tranh mang lại cảm giác năng động, tràn đầy sức sống. Nếu gia chủ cần phú quý, nên treo tranh bách điểu trầu phụ phượng, báo điểm gia đình an ổn quy tụ phát triển, hay là tranh đối cá chép đớp trăng, báo điểm dư giả cho toàn gia. Nếu treo tranh tĩnh vật, nên treo bức tranh hoa cúc vàng hoặc treo tranh hoa mẫu đơn, mặt trời mọc, vua khỉ hiến đảo, ếch xanh đùa nước, tranh vẽ chín con cá, biểu trưng dư giả trường cửu vạn sự như ý, hay là treo tranh vẽ ba con dê, biểu hiện dương thịnh phát triển. Giữa sự cân bằng nghệ thuật và không gian trong phòng khách, chủ đề của tranh cần tuân theo quy luật về màu sắc và bố cục của không gian để tạo ra được điểm nhấn nổi bật cho không gian nội thất. Theo phong thủy thì phòng khách mỗi phương vị lại nên treo các loại tranh khác nhau để tương trợ cho ngũ hành. Ví dụ như bức tường phía bắc của căn phòng tượng trưng cho sự nghiệp và thành công của gia chủ. Vì thế, bạn có thể chọn một bức tranh thuộc hành thủy nhằm cải thiện con đường công danh sự nghiệp của bạn. Yếu tố thuộc hành thủy bao gồm hình ảnh của đại dương, hòn non bộ, thác nước hoặc là hình ảnh những chú cá đang tung tăng bơi lội. Bức tường phía tây của căn phòng tương ứng với sự sáng tạo, vì thế những ai đam mê nghệ thuật có thể treo những bức tranh với chủ đề trừu tượng để mở ra sự sáng tạo vô cùng của chủ nhân. Bức tường phía đông là nơi phù hợp để treo những bức tranh với chủ đề cho thấy sức sống của thiên nhiên vì đây là vị trí tượng trưng cho sức khỏe và cuộc sống. Ngoài ra thì bạn có thể treo những bức tranh gia đình hạnh phúc để mang lại may mắn cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra thì hướng chính đông thuộc hành mộc nên có thể treo tranh sông nước nhưng chỉ nên là cảnh hồ nước nhỏ, còn tranh thác nước chứa thủy quá nhiều sẽ làm hại tới mộc. Hướng đông nam, hướng này trong ngũ hành thuộc hỏa nên hợp tranh rừng rậm núi non, mộc sinh hỏa giúp cho gia đình luôn tốt đẹp, bình an. Hướng chính nam cũng giống như hướng đông nam, chính nam thuộc hành hỏa nên thích hợp tranh rừng biếc non cao. Hướng đông bắc, đây chính là phương vị cầu tài tốt nhất bởi ngũ hành thuộc thổ. Tại hướng này thì trong phòng khách nên đặt một bức tranh ngựa như mã đáo thành công hay là bát tuấn đồ, ngựa thuộc hành hỏa. Hỏa sinh thổ giúp tiền và như nước. Hướng Tây Bắc, một bức tranh đỉnh núi tròn làm giảm bớt sát khí của kim, giúp hành thông cho việc thăng quan tiến chức. Hướng chính Tây, hướng Tây có ngũ hành thuộc kim, một bức tranh về thổ, thổ sinh kim, như nhà đất, tường thành sẽ giúp tài vận, sự nghiệp vững vàng. Hướng Tây Nam, tranh sơn thủy sẽ bổ trợ cho ngũ hành kim hướng Tây Nam, gia chủ cầu con được con, cầu tài thì được tài. Bạn nên chú ý đến màu sắc của những bức tranh và màu tường sao cho bức tranh phải gây được sự chú ý và nổi bật trên nền tường. Nếu những bức tranh trang trí bạn định treo có màu tối và trầm, bạn nên sử dụng khung tranh có màu sắc tươi tắn và sáng hơn hoặc có thể ngược lại. Khi thước của tranh cần được sử dụng linh hoạt, có thể lớn nhỏ khác nhau nhưng cần phải tạo được cái nhìn dung hòa và chiếm không quá 1/3 diện tích tường.
Nếu tranh của bạn quá nhỏ so với kích thước của tường thì bạn có thể đặt một khung tranh có kích thước rất lớn so với tranh. Nếu tranh bạn thích có màu sắc trùng với màu tường và nhìn không nổi bật lắm, bạn có thể dùng khung có màu tương phản để viền tranh lại. Vị trí treo tranh. Phòng khách là không gian sinh hoạt chung của gia đình, đồng thời là nơi giao tiếp giữa gia chủ và khách. Do đó, tranh trong phòng khách nên được treo ở vị trí mà người ngồi nói chuyện có thể nhìn ngắm được. Quý vị thân mến, đối với nhiều người, nhà cửa chắc chắn không phải chỉ là nơi để che nắng che mưa, nơi trở về sau bộn bề mệt mỏi công việc. Ngôi nhà còn quyết định đến tinh thần, cuộc sống, sự nghiệp của mỗi cá nhân. Việc bày trí cũng như là sự lựa chọn các vật phẩm phong thủy sao cho phù hợp với từng không gian của ngôi nhà sẽ giúp cho gia chủ cải thiện được tài lộc, công danh, vận mệnh, tình cảm. Hy vọng rằng những gì mà phong thủy may mắn đem đến cho bạn ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức để lựa chọn những vật phẩm phong thủy phù hợp. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại!